rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Hương. Chào anh Huy. Ủa mà anh Huy ơi, hôm nay anh Huy định nấu chè hay là làm món gì mà em thấy có phổ tay nữa vậy? Hay là xăm bổ lượng, đậu xanh gì đó? Chắc chắn là không phải nấu chè rồi, bởi vì kế bên có tôm nữa nè, em thấy không? Mà hễ thấy phổ tay là em nhớ ngay là xăm bổ lượng hay là chè đậu xanh nè anh Huy. Phổ tay cũng là một loại rong biển. Nếu mà Ngọc Hương biết, ở trên bờ các loại rau cải có rất là nhiều vitamin, thì ở dưới biển cái loại rong biển này có nhiều khoáng chất bấy nhiêu đó. Dạ, anh Huy nhắc thì Ngọc Hương mới nhớ, rong biển rất tốt cho sức khỏe con người, bởi vì trong rong biển có rất nhiều chất iốt nè, giúp cho chúng ta loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể mà còn tăng tuổi thọ nữa đó anh Huy. Vậy là nếu được á thì Ngọc Hương phải thường xuyên ăn các loại thực phẩm chế biến từ rong biển nha. Dạ, vậy thì món ngày hôm nay anh Huy định giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả mà có rong biển là cái gì vậy anh Huy? Đó chính là món gỏi rong biển. Để chế biến món gỏi rong biển này, chúng ta cần có rong biển, tôm sú, tỏi băm, ớt, đậu phộng nhuyễn, thịt nạc dăm, ớt, hành tím, rau răm, cà rốt, dưa leo, nước mắm, đường, hạt nêm Aji ngon và giấm gạo Lisa. Anh Huy ơi, đối với món gỏi rong biển á, em thấy có tôm với có thịt nên chắc chắn là mình phải đem tôm với thịt đi luộc trước đúng không? Không, mà không sao vô đâu được. Anh Huy này, bây giờ là anh sẽ lấy cái nồi nước. Dạ. Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả vẫn còn nhớ cách để chúng ta luộc tôm và thịt cho ngon. Quý vị hãy luộc thịt trong nước lạnh, luộc tôm trong nước sôi và nhớ cho vào hai củ hành tím đập dập. Nêm thêm hạt nêm Aji ngon cho đậm đà. Dạ. Trong lúc chờ đợi luộc thịt và luộc tôm thì tôi sẽ sơ chế phần dưa leo này và cà rốt. Chúng ta sẽ cắt sợi dài dài. Dạ. Anh sẽ bỏ ruột. Sau khi bỏ ruột rồi anh sẽ cắt sợi như thế này. Tiếp theo là cà rốt, cũng tương tự như là anh cắt dưa leo vậy đó. Cũng cắt sợi luôn. Anh thấy nước sôi rồi, chắc có lẽ là Ngọc Hương giúp anh trở bề thịt cho thấm đều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít đường ướp vô cà rốt và dưa leo. À, em biết tại sao anh Huy phải ướp đường vô cà rốt với dưa leo nè. Quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ ướp một ít đường cho cà rốt và dưa leo được giòn. Tiếp tục chúng ta sẽ xắt rau răm. Bây giờ thì thịt cũng vừa chín tới rồi đó Ngọc Hương. Dạ. Bây giờ anh cho vô nước lạnh nha. Dạ, bây giờ thì em bỏ tôm vô luộc nha. Rồi. Đây, anh sẽ xắt ớt ra thành sợi. Tôm cũng đã vừa chín tới, chúng ta sẽ vớt tôm ra cho vô nước lạnh luôn. Dạ. Xong rồi nè anh Huy. Và bây giờ song song với Ngọc Hương lột tôm thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chúng ta pha nước sốt. Chúng ta sẽ dùng 5 muỗng nước mắm, 5 muỗng giấm gạo Lisa Ngọc Hương à. Dạ. Tiếp theo sẽ là 5 muỗng đường. Dĩ nhiên là không thể thiếu tỏi và ớt băm. Đây anh sẽ quậy đều lên. Thịt chúng ta sẽ xắt miếng vừa ăn. Mà anh Huy ơi, em thấy á, rong biển anh sơ chế nhìn rất là sạch mà nhìn cảm thấy rất là ngon mắt luôn á. Vậy thì làm cách nào để rong biển sạch như vậy ha anh? Kính thưa quý vị, rong biển chúng ta mua về ngâm qua nước có pha một chút xíu bột năng và sau đó rửa thật sạch lại bằng nước thường. Và Ngọc Hương nhớ lưu ý là rửa thật sạch nha. Dạ. Để tránh làm cho rong biển bị nhớt. Mà chúng ta không sử dụng bột năng thì chúng ta cũng có thể sử dụng nước do gạo để ngâm cũng rất là tốt đó quý vị à. Em sẽ ghi nhớ điều này. Quý vị khán giả lưu ý, để rong biển được sạch và không bị nhớt, chúng ta sẽ rửa với nước có pha một ít bột năng hoặc là nước vo gạo. Tôm mình sẽ chẻ đôi ra. Dạ. Anh Huy ơi, anh đi đâu mất tiêu rồi? Đây đây, anh đã chuẩn bị sẵn và rửa sạch ráo nước dưa leo với lại cà rốt rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta đã đầy đủ hết, trộn lại nữa thôi. Anh sẽ cho cà rốt dưa leo vô mình nè. Mình có bỏ theo thứ tự không anh Huy? Hay bỏ tất cả vô? Bây giờ chúng ta bỏ vô hết là được rồi. Dạ, em bỏ tôm nha. Bỏ vô lần lượt từng thứ một. Em bỏ thịt. Đây, bây giờ anh sẽ cho nước trộn lên. Nước trộn. Rồi, bây giờ thì tiếp anh Huy bỏ rau răm, một chút xíu ớt,
anh giữ là một ít, anh sẽ trang trí lên trên mặt. Dạ, bây giờ thì còn chờ gì nữa? Lấy một cái dĩa, cho ra thôi. Đúng rồi. Rồi, anh cho ra ha. Đây, chúng ta sẽ để một ít tôm lên mặt nè. Bây giờ, anh sẽ cho thêm một ít đậu phộng lên nè. Một ít đậu phộng nữa. Cái gì nữa ta? Và điểm thêm một ít ớt nữa. Vài cọng ớt sắc sợi. Bây giờ thì còn chờ gì nữa? Mời Ngọc Hương thử đi. Sẵn sàng ngay thôi. Chắc chắn là không thể thiếu rong biển rồi, đúng không? Dạ, em cũng thích ăn rong biển mà. Bởi vì ăn rong biển rất là mát mà tốt cho sức khỏe đây, nữa. Em thử coi sao. Cảm ơn anh Huy nha. Nhìn hấp dẫn quá. Món gỏi rong biển của anh Huy ăn rất là ngon. Quý vị khán giả thân mến, món gỏi rong biển như quý vị đã thấy, cách chế biến thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà khi Ngọc Hương ăn vào thì lại có một cảm nhận vô cùng đặc biệt. Đó là rong biển nè, dưa leo, cà rốt thì giòn, tôm thịt thì ngọt. Và đặc biệt á, là công thức pha nước chấm của anh Huy như thế nào mà làm cho em ăn hoài lại muốn ăn thêm miếng nữa đó anh Huy. Hãy đừng quên chia sẻ những ý kiến của quý vị về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thì như thế nào hả anh Huy? Thanh Huy và Ngọc Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!